Tháng xe mới á? Để ăn mồi rắc thật. Ra lên mồi. Đã ra lên mồi vừa. Không biết nhà. Vừa xoáy tay lại đập phát đây. Không biết nhà Thủy Cường nó có cái vaseline này không nhỉ? Vaseline nhỉ. Ra tiền cho bác. Không có. Muốn ngắm chị không? Chị béo lắm. Tầm khoảng đâu? Thank you.